Người nghèo và trung lưu và các bẫy tài chính là người nghèo cố gắng mua nhà, người trung lưu thì cố gắng mua những cái mà họ nghĩ là tài sản mà thực chất là thỉnh thoảng họ lại mua, chỉ có mua tài sản thôi mà đa số là họ mua tiêu sản, và họ không biết cái phần số 3 của vận hành là cái nhân tiền lên, cấp multiply cái money lên cho họ. Họ chỉ biết mua mua thôi, nếu mà nó hên thì nó tăng giá, còn nó xui thì mua gặp trúng với cái dự án. Và những người trung lưu thì nhiều khi họ nghe lời người này nghe lời người kia, họ không có cái chính kiến của chính bản thân họ, tại vì họ không có kiến thức. Họ đầu tư theo một cái trào lưu, hoặc có thể họ đầu tư theo những cái bạn bè rồi những người họ quen, họ chỉ họ sao, họ làm sao, anh chị em làm chung với nhau. Nhiều khi họ cảm giác là họ thoải mái lắm, nhưng mà thực chất là nếu mà họ làm sai một bước trong cuộc đời của họ, giống như họ chơi đang chơi một cái trò chơi xếp hình vậy đó, nếu họ leo lên nhưng mà họ đi một bước, nhiều khi là họ xài hết tất cả vốn của họ để mà họ có thể là đầu tư một cái dự án. Ví dụ họ đang có 1 tỷ thì họ lấy 1 tỷ họ đầu tư, cái họ lời được 2 tỷ họ lấy luôn 2 tỷ họ đầu tư. Họ giống như kiểu chơi sáp lá cà đó, họ chơi theo kiểu là có bao nhiêu chơi bấy nhiêu á. Nếu mà họ ăn 1 tỷ họ đầu tư, họ lời họ ăn được 2 tỷ, 2 tỷ họ chơi tiếp họ ăn được thành 4 tỷ, 4 tỷ họ chơi được thành 8 tỷ. Nhưng mà 8 tỷ họ, nếu mà tới cái lúc này rồi, hoặc là 16 tỷ, tới cái lúc này mà họ không hiểu, họ không có đầu tư vào kiến thức, họ không đầu tư vào cái gọi là cái học để phát triển bản thân họ, và họ không có đầu tư để mà tăng cái giá trị, cái hiểu biết của họ, và họ không có bao giờ nghĩ là cái đó là những cái kiến thức đó là nó quan trọng với mình, mà họ chỉ đầu tư theo kiểu đầu tư bày đàn thôi. Thì lúc này thì cái việc đầu tư của họ, nếu mà tới lúc 16 tỷ thì nếu mà gặp sự cố một phát là coi như họ banh xác luôn. Tại vì nhiều khi á, họ lại đầu tư những cái dự án là lên tới 20 tỷ hay là 25 tỷ, và số tiền còn lại họ dùng bẫy tài chính họ làm. Mà nếu mà gặp vô những dự án mà là dự án ma, hay là những cái dự án mà người ta dính quy hoạch, hoặc là rơi vào bẫy của những cái công ty mà họ nói chung mà họ vô tình thôi, họ nể người này nể người kia mà họ đầu tư, thì nhiều khi họ chết giữa chừng mà họ không biết. Nghĩa là họ đầu tư mà không có an toàn và họ bỏ tất cả những trứng vào trong một rổ, thì lúc này rất là nguy hiểm. Thì mình thấy cái này rất là hay để mình chia sẻ với quý vị và các bạn. Những cái người nghèo thì họ cứ nghĩ là họ không xứng đáng với lại cái việc đầu tư, họ không còn không không hề nghĩ đến chuyện đầu tư. Nhưng cái vấn đề là đầu tư cần là phải hiểu kiến thức, và cần phải có thời gian học hỏi. Đầu tiên là bạn không có tiền, bạn nên học hỏi kiến thức này càng nhiều càng tốt. Giống như mình hay thường nói là các bạn đừng có đợi tới khi bạn có 6 múi rồi bạn mới tập thể dục, hoặc là đợi tới khi mà bạn thực sự là khỏe mạnh, bạn chuẩn bị đi thi Olympic hay là bạn đi thi một cái giải gì đó bạn mới tập thể dục. Mà bạn phải tập thể dục, bạn phải mỗi ngày bạn rèn luyện, bạn cố gắng để bạn có sức khỏe, bạn đang vượt qua vòng loại, rồi vòng sơ tuyển, rồi phòng những vòng tiếp theo thì bạn mới vào bạn thi vòng chung kết được. Chứ không thể nào mà bạn muốn bạn tham gia vòng chung kết bạn đâu có may mắn như vậy, mà bạn cũng đâu có thể là cái gì đặc biệt để cho người khác cho bạn vào và thi chung kết, mà trong khi đó bạn không lựa thi những cái vòng loại đó, bạn thấy không? Bây giờ bạn xác định mình là người nghèo hay là mình là người trung lưu. Nếu bạn xác định được như vậy thì bạn phải học kiến thức tài chính mỗi ngày mỗi ngày mỗi ngày mỗi ngày mỗi ngày. Các bạn phải học đi, các bạn phải học càng nhiều càng tốt, đọc những quyển sách. Và cái nữa đó, những cái người giàu là người ta có những cái tư duy đã khác rồi. Mình xác định mình nghèo hoặc là mình trung lưu thì mình phải cho đi các bạn. Cho đi các bạn nhà nghèo là các bạn hay bị cái tư duy là cho đi phải có nhiều tiền mới cho đi, sai rồi các bạn. Cho đi có nghĩa là bạn có một miếng cơm, bạn cho một miếng cơm người hàng xóm cũng là một cho đi. Bạn ra đây bạn ngoài đường bạn cười với một cái người nào đó bạn cũng là cho đi. Bạn làm một cái hành động gì đó giúp cho cái người nào đó cũng là một cái loại cho đi các bạn. Sống hãy vì người khác, sống để cho đi các bạn. Khi bạn cho đi càng nhiều thì bạn sẽ nhận được càng nhiều. Cái vũ trụ này nó rất là công bằng. Và kiến thức của bạn á, bạn hãy học hỏi từ những cái người nào mà có kinh nghiệm, những người nào mà đầu tư và những người nào giúp bạn để bạn làm kinh doanh. Bạn hãy học cách bán hàng và bạn học cách thương lượng, bạn học cách đàm phán. Những cái đó nó giúp cuộc đời bạn thay đổi, nó giúp cho các bạn phát triển cái con người của bạn còn hay hơn rất là nhiều so với những cái mà bạn dùng thời gian của bạn coi tivi, dùng thời gian chém gió, đi uống cà phê, đi nhậu, đi nhạc. Tất cả những cái tiền bạn làm như vậy, tiền của bạn mất, thời gian của bạn mất, bạn là tỷ phú thời gian hay là bạn tỷ phú về cái những cái việc mà bạn làm lặt vặt chẳng có giúp cho sự cho cái kiến thức về tài chính, những cái trí thông minh về tài chính, cái chỉ số thông minh về tài chính của bạn tăng lên thì bạn đừng có làm. Hãy học hỏi để bạn tăng cái chỉ số thông minh về tài chính của bạn, và hãy học hỏi để bạn giàu có hơn. Ai cũng phải học, ai cũng phải làm việc để mà thành công. Tại tại sao bạn không làm việc, bạn không học hỏi để trở thành một người giàu có, một người thành công được các bạn?
Rồi xin chào bạn, gặp lại, mình là Michael. Mình muốn nói các bạn mà yêu quý mình, mình rất là cảm ơn các bạn đã gửi cho mình những lá thư, và các bạn hãy giúp mình chia sẻ cái video này của mình lên trên Facebook, Zalo, và hãy đăng ký kênh và bấm nút chuông để nhận được những video mới nhất của mình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những video sắp tới của mình. Chân thành cảm ơn các bạn.